So sorry, in acne, genetically, you know, real payment into my mother that don't you want not more pressure, hydrocephalus. So, come on, can't pay you, you know, more plan the acne. So, I'm by the end of the night, good thing, you know, real pay definition, nice to move, not more pressure, hydrocephalus. I depict that don't you want epidemiology, that I will just get out now. ໃບຫນ້າຫຼືກໍປະຕິຕັງຫນ້າຄ້າໃຫ້ຕ້ອງຊ່ວຍຈຸດຕິ3ຍັງຖືກສາອັນປີຊິງຊ່ວຍຫນຶ່ງສ້າງຕົມໃຫ້ທີ4ຄືຈຸດຕິດັ່ງຕ້ອງຊ່ວຍຫນຶ່ງເມຄານິຊັມຫຼືຖືວ່າມີຈຸດຫນຶ່ງຫຼືກໍ ຍ້ອນປີຜ្នែកເດຟິນິຊັນຄືគេឲ្យຢູ່ໃນຖ້າ Hai tip cứ là chúng bao nhiêu miền thì mình sẽ hai tip bấy cứ gate disturbance gate disturbance miền thứ hai là chúng bao nhiêu miền là cái này mình pro cái đấy nó phải để cột nào hai CFF nữa à thọ bình bao nhiêu sepro spinofluid cứ tắc khu bao nhiêu nó pitch run pressure nó còn nó bao nhiêu cứ nọ mà hai là khen giờ bây giờ chúng tôi scan này sepro có ý ấm khen bao nhiêu nó khu bao nhiêu nó miền là cái này dịch thông ແລະເປັນຟອມຄຣອນິກຈັ່ງເຈົ້າຝ່າຍຕ້ອງຢູ່ໃນເອປິເດມິໂລຈີຍັງສັງເກດເຄີຍວ່າຈຳນວນນັກມໍປະເຊີອິໂຕຊິຟາລິດນັ້ນຄືການຕາການຄືສົມຈຸດ 5% ហើយជាទូទៅអាយុប្រហែលជា 60 ទៅ70ឆ្នាំហើយយ៉ាងពី ពីចាននៅពេលដែលគាត់ឡើងចំណើចំណើមហើយគាត់មានភាពអស់កម្លាំងឬក៏ខ្សោយទៅលើជើងដែលជាការគាត់ក្រែងតែត្អូនប្រាប់បើយើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់មានកាត់បាត់បង់នៅចំភៀនក្នុងការបោះជើងពីចំភៀនមួយទៅចំភៀនមួយហើយគាត់បាត់បង់នៅការដើរលឿនមានន័យថាគាត់ច្រើនទៅដើរយឺតហើយបោះចំភៀនមួយទៅចំភៀនមួយខ្លីហើយបន្ថយហើយវាស្រៀងជាមួយនឹងប៉ាគីនសុនញាតហ្គេត មានន័យថាវាស្រៀងជាមួយនឹងជំងឺបាក់គីនសុននៅពេលដែលគាត់ដើរប៉ុន្តែសំខាន់គឺជំងឺណក់មកប្រសើរអង់សេប៉ាលីសនេះគឺអ្នកជំងឺអត់មានការដឹងឬក៏ញ័រនៅលើបរិយាកាសរបស់គាត់ឡើយហើយនៅ ជំងឺដោយអេដវ៉ាន់ស្ទេតឬក៏លេតស្ទេតហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីតរូសេហ្វាលិកអាសាសយ៉ាបាសាហើយតើតោងជាមួយនឹងស៊ីនធីពីគឺឌីមិនឆាដែលជំងឺរបស់យើងពេលច្រើនប៉ះទៅលើហ្វ្រន់ថលឡប់ឬក៏សាប់ខូតិកលថាបនៃឌីមិនឆាគឺអ្នកជំងឺមានហ្វមជាអបុលយ៉ាមានន័យថាបាត់បង់នៅហូបលេសមានន័យថាអស់សង្ឃឹមឬអមូទីវេសិនហើយគាត់ឆាប់ភ្លេចហើយអ៊ីនិសយ៉ាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានអានឆេងមានន័យថាគាត់អ
memory problem hay tại tao dementia đi cứ đời ra tại fraction rồi còn frontal rồi còn limbic fiber nó bị bệnh hà đại pitch lan cứ bị nọ máu được từ can perimonticular region hay một sang tôm ở sinh thị bấy cứ ordinary incontinent nên thay lại trường hợp bao nhiêu nữa bật bong được cam chi mà cam trên trạng nôm bọc quạt quạt ai trên trạng nôm là mình đừng khều luôn hay pitch lan vừa lịch lan được pay late in illness trường người nữa bị ăn bọt được ca dùng máy mình trên sinh nắng thì chúng tới nghiên cứu thay lại trường hợp bao nhiêu nước miên spastic hyperreflexic militant flex backward dự ở rắn hay gọi miệng chân xì
Tại sao tại đi sân xí mình đi thang là bây giờ quạt chư bọt trường tội nó quạt là bàn ọt ai trông mà cứ trời thật bọt trường khó bìm được thông đá để dựa ai trông rồi còn lại cố sắp nó gặp bọt trường hay quạt ai biên là sâu xe chỉ mỗi năng blender construction thôi cho hay năng distributor mình thang sách đông là làm lòng nồm mà quạt nó lại cho hay là bây cả này à, cọ một phần nó cứ blender mà quạt mình hyper reflexia mình đi thang bắt bóng nóng cá maturation để thua quạt nó mình có vệ sinh cao mình thay tục tục nôm đưa tình yêu được trong vệ sinh được sao vệ sinh bảo quát bắt bong nơi cao contraction hay chỉ tu tức vì cả lăng được sao bắt từ lưu frontal lobe cognitive impairment thua mình cognitive impairment hay kì score nơi bây giờ bắt từ lưu frontal lobe nó kì áo chung mô thay frontal lobe incontinent hay đã tông chung mô mechanism được thay hay là mấy bạn thua mình nọ mô pressure hydrocephalus nó cứ đã tông chung mô nó pressure từ lưu nông intracranial nông khu cơ bản bao giờ nó càng làm cái bùa để thua miễn cái accumulation cái cá promo nó nơi cerebrospinal fluid tắc khu bao giờ nông vòng kia lip khu cơ bản bao giờ để thua miễn vòng kia lâu mới cái ly hay là bây làm miễn cái intracranial pressure sẽ cho nếu bây làm miễn sẽ cho với phần tay biên nơi tại bạn làm ăn tắc nó bạn sụp ở hơi nơi tại sao mình sao tục hay tụi bây chỉ inline vòng kia mình thấy là bên đại bọn kia dân ở đích thống bia the pressure the lực có thể cao thì sôi trong bình đó là thua miễn mà chỉ dạng được vậy là không là sự bao nhiêu năng hay chỉ dạng năng miễn get disturbance within the continent and dementia được khi mà điều rộng dần hay xây bình lớn kia áo dùng qua thế nó more pressure hydrocephalus nó cứ bị sáng cứ cho lòng cho mùi năng Parkinson disease cho lòng cho mùi năng xài mang disease nó gọi dementia tại mặt đầu hay chúng tôi dạng được xí vĩnh cứ kê bằng kê 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 mạng ở group bài bảo dân thuở matching imagery từ lỡ khu cơ bản ai thuở chỉ scanner được có âm rai trong mơ đạt nơi khu cơ bản quá mình lấy dần là vậy khá ọt được ai thuở bông trong lộn bè rộ rộ tắc khua được có ơn sẽ được không khu chân khu nông quạt làm bài dân thạc quạt nó chưa bởi bạn bật bật thêm đẹp là dân thuở scanner được có CT scan nó như ai đơn thạc một kiểu bảo quát nó rịch được ọt hay bởi vì chúng ta bong xong lúc bé được gọi là lumbar puncture nên ai đang thay tăng xong được gọi đời pressure trong khu trong lòng một tắc khu bao quát nó bình bàn ọt tại vì tôi tới tắc khu bao quát lơ mà rồi 25 mm là mẹ kia hay là tông cho mỗi lần type trong trường ngữ nó mà pressure từ sắp lấy nó mình bị type là của trong chấm thì mỗi cư cho bạn tệ ở đằng một hạt đấy tại thì biết cư scandery ai cả lắng được bên làm biến sắp bắt đầu chuyển hemorrhage được gọi head trauma được gọi miễn tumor, được gọi miễn infection từ lơ central nervous system hoặc có được gọi miễn complication này cranial surgery. Anh ấy cứ dùng phía đại bằng hai làm biên thì làm bài puncture nhân trạng từ lơ khu trong nó trong chuẩn bị các ngành cái đó là gọi lên biên tới chạy LPSO hay gọi đây chẳng á nhân trạng hay vô sẽ hẹn từ là bố làm bài là thay gọi cả mẹ đầu anh không tận khu hoặc gọi ọt được gọi miễn pressure của mình trầm tư ọt hay là trong trường treatment cứ nọ mò pressure to pelvis nhưng các bạn lift the ra thì cái việc cắt surgically implanting the bone kilo peritoneal sub làm bay mà thôi tắc khu nó gọi CFS cerebrospinal fluid nó tránh một vì khu cơ bắp cho tắc khu nào domain đặc lại nó nguyên ca sụp hay ca thưa giải nó cứ mà phải một việc đó improve symptom hoặc cái bạn khơi chắc cứ chạy đây cái này ở dễ ăn nó bone kilo đặc tả nó chạy ai bảo hộ cho tắc khu cái vấn đề domain hay nhà đề miền improvement phía trên those improve is who has get chứ nhà đề improvement nhà đề miền get disturbance được còn mai được còn nội incontinence and mild dementia miền này thay nhà đề phía trên mà phải một phía rồi improvement nhà đề miền get disturbance bên tai miền incontinence hay là mild dementia thì hay chỉ bố nhà đề miền idiopathic sẽ tăng chúng mình nọ more pressure intraperitoneal nữa tập bên thôi sẽ tăng improvement phải sẽ của mỗi phía rồi chúng tôi mong quý vị và các bạn đã bàn tạm ra một lời video bao giờ không thể để các bạn subscribe và bây giờ tôi mang video thông minh mới tiện xong một cuốn